Xin chào các bạn, viền vuông 2 cam giá rẻ thì chúng ta đã có iPhone 12. Bây giờ nhớ chiếc máy cũ nó chỉ loanh quanh khoảng tầm là hơn 8 triệu mà thôi. Thế nhưng mà ở trên cái chiếc máy đó tất nhiên chúng ta cũng sẽ tồn đọng một vài những cái nhược điểm. Ví dụ như là pin không được quá trâu, rồi camera thì vẫn chưa thực sự quá tốt ở trong tầm giá. Còn nếu như các bạn muốn có một chiếc máy nó vẫn đầy đủ như thứ như thế, nó vẫn có một mức giá dễ chịu, chắc chắn là tranh thì sẽ có tranh rồi, thì ok, các bạn có thể nhìn qua chiếc máy này. Đây là iPhone 13. Ở cái thời điểm mà nó ra mắt thì mình vẫn có một cái câu, đó là thôi bỏ đi, mua iPhone 12 ngon hơn, cụm cam nhìn nó cũng đẹp trang nhã hơn. Nhưng mà ở bây giờ thì tất nhiên khi mà hai cái chiếc máy này chênh nhau không quá nhiều á, thì iPhone 13 đang trở thành một chiếc máy nó xứng đáng để lựa chọn hơn. Nếu như chênh nhau khoảng tầm 2 cho tới 3 triệu không phải là một vấn đề lớn với bạn. Ok, thế thì hãy cùng mình chia sẻ về iPhone 13 ngay trong video ngày hôm nay, liệu rằng nó làm được những gì so với iPhone 12. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Nhìn vào giá bán cụ thể của iPhone 12 và iPhone 13 đi, thì với con 12 bây giờ nó sẽ loanh quanh ở khoảng 8 triệu hơn, 8 triệu rưỡi gì đó. Thì iPhone 13 nó sẽ rơi vào khoảng là 10 triệu cho tới 10 triệu rưỡi hoặc là gần 11 triệu tùy từng phiên bản. Thế nhưng nếu chi ly như vậy thì nó sẽ chỉ chênh nhau khoảng tầm 2 triệu mà thôi các bạn. Nhưng chúng ta sẽ cần phải để ý tới một yếu tố nữa. Đó là với iPhone 12 mà 8 triệu rưỡi đó, các bạn sẽ chỉ mua được phiên bản 64GB mà thôi. Còn với phiên bản 128GB nó sẽ lên tới khoảng tầm 9 triệu hơn. Còn với iPhone 13 này này, khi mà bạn mua thì nghiễm nhiên nó sẽ là phiên bản 128GB là bản tiêu chuẩn. Nên là nếu như so sánh ở một phiên bản 128GB của iPhone 12 và iPhone 13, nó sẽ chỉ chênh nhau 1 triệu rưỡi mà thôi. Vậy thì với 1 triệu rưỡi chênh nhau như thế này, các bạn sẽ có được trải nghiệm gì tốt hơn hay không? Chắc chắn là nó hơn rồi. Cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ có được một chiếc máy với pin trâu hơn rõ rệt so với con iPhone 12. Với iPhone 12 thì cái vấn đề về pin đã bị đánh giá là yếu ở ngay thời điểm mà nó ra mắt rồi. Dù cho anh em có sử dụng tác vụ gì hay thế nào đi nữa thì nó vẫn là một chiếc máy có pin không được quá ấn tượng. Kể cả so với chiếc iPhone 11 Pro thì iPhone 12 pin vẫn yếu hơn, và không chỉ riêng iPhone 12 và kể cả iPhone 12 Pro cũng như vậy. Và cho tới khi iPhone 13 ra mắt, nó đã khắc phục được cái vấn đề về pin yếu. Nó sẽ nhỉnh hơn ít nhất là khoảng 1 tiếng on screen so với chiếc iPhone 12. Đây là một khoảng thời gian khá dài và đủ để cho các bạn có thể sử dụng với nhiều những tác vụ khác nhau, cũng như là đủ để cho chúng ta có thể duy trì quả pin trước khi nó đạt đến 0% và cắm sạc vào. Nói chung thì cái pin đã là cái thứ đầu tiên mà chúng ta nhận được một chút khi mà bỏ ra thêm 1,5 triệu đồng. Cái thứ hai, đó là với iPhone 12 thì nó cũng sẽ gặp một cái vấn đề liên quan đến nhiệt độ tỏa ra của con chip. Với con chip Apple A14 Bionic ở trên iPhone 12, 12 Pro á, nếu như các bạn sử dụng để chơi những cái tựa game nặng hoặc là những ứng dụng nặng nặng một chút, thì các bạn sẽ thấy rằng cái nhiệt nó tỏa ra rất là bất thường và nó sẽ gây ra những cái vấn đề liên quan đến tụt FPS. Thậm chí nhá, như mình đã chia sẻ ở rất nhiều video, thì trước đây mình đã từng bị tụt FPS xuống khoảng 28 FPS ở trong cái tựa game tốc chiến. Thế nên chúng ta có thể thấy đây là một cái vấn đề khá nhức nhối nếu như chúng ta muốn chơi setting cao ở trên những con iPhone 12 hay là 12 Pro. Nếu như không có những phụ kiện để có thể giúp tản nhiệt thì cái vấn đề đó lại được khắc phục tốt hơn trên iPhone 13 này với con chip A15 Bionic. Vấn đề về nhiệt độ đã xử lý hiệu quả hơn và nó cũng sẽ giúp cho cái con chip nó ăn ít cái điện hơn. Như vậy thì nó đã giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm tốt hơn, tuyệt vời hơn rồi. Và bên cạnh đó, với một con chip mới mẻ hơn thì nó cũng sẽ nhận được cập nhật lâu dài hơn 1 năm. Phù hợp với những bạn đang có ý định là mua một chiếc máy dùng lâu dài một chút. Rõ ràng nếu như nhìn vào phần pin chỉ nhỉnh hơn một chút là chưa đủ, thì nhìn thêm vào cái phần con chip và cái vấn đề về nhiệt độ đã được giải quyết thì nó đã đủ để thuyết phục chúng ta bỏ ra thêm tiền để mua hẳn iPhone 13 rồi. Tiếp tới đó là những cái trải nghiệm tuyệt vời ở phần camera mà iPhone 13 mang lại đến cho các bạn. Tưởng chừng là chỉ có 2 cam thì nó cũng giống tương tự như iPhone 12 thôi, nhưng thực sự á thì 2 cam này nó đã mang lại những khác biệt rất lớn so với iPhone 12. Bởi vì cam chính của iPhone 13 nó là cảm biến lấy từ iPhone 12 Pro Max, tức là một cái cảm biến lớn hơn hẳn so với cảm biến được trang bị trên iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Nên khi mà các bạn chụp ảnh, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng, thì các bạn sẽ thấy rằng chi tiết lấy ra từ cái camera của iPhone 13 nó tốt hơn rất nhiều so với chi tiết lấy ra từ chiếc iPhone 12. Bên cạnh đó, cũng với cái cảm biến lớn này thì nó cũng sẽ được trang bị luôn cái tính năng sensor shift, tức là nó sẽ chống rung cả cảm biến cả ống kính, giúp cho các bạn khi mà quay video, quay vlog nó sẽ có cái hình ảnh ổn định hơn rất là nhiều so với iPhone 12. Ba thứ chênh lệch nho nhỏ nhưng mà cái trải nghiệm khác biệt nó mang lại lại là rất lớn đó các bạn. Rồi, cho tới một thứ nữa thì nó cũng nho nhỏ thôi.
Mặc dù vẫn là màn hình 6.1 inch XDR OLED, nhưng màn hình ở trên chiếc iPhone 13 này nó lại có cái phần notch nhỏ hơn, tai thỏ to hơn để các bạn sẽ có thêm nhiều không gian ở bên trong. Mặc dù người ta vẫn hay nói đấy là tai thỏ to hơn nhưng cũng chẳng hiện thêm được cái gì. Nhưng ít nhất thì cái phần notch nó nhỏ lại thì chúng ta cũng sẽ có được một cái phần bên trên nhìn nó đỡ vướng víu hơn một chút. Thì không biết là các bạn thấy như thế nào, có quan tâm quá nhiều về cái phần notch nhỏ đi hay không. Nhưng mà tóm lại á, rõ ràng với cái số tiền chênh lệch nhau khoảng tầm 1,5 triệu mà là mình thì mình sẽ mua iPhone 13. Đó, còn trừ khi nào mà các bạn không chơi game nặng, không quan tâm quá nhiều đến phần pin chênh nhau 1 tiếng và camera các bạn cũng chỉ cần đẹp đủ dùng thì khi đó các bạn mới lựa chọn iPhone 12. Tất nhiên, iPhone 12 vẫn sẽ là một con máy vẫn xứng đáng để mua ở thời điểm hiện tại. Nhưng để mà đặt lên bàn cân và so sánh chi li với mức giá bỏ thêm 1,5 triệu để mua iPhone 13 thì nó vẫn sẽ là một con số mà chúng ta đáng cân nhắc để mua hẳn chiếc máy này. Các bạn thấy sao về iPhone 13 ở thời điểm hiện tại? Hãy comment để lại ý kiến ở phía bên dưới phần của video. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cần click, đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.